Xin chào mọi người, mình là Crazy Lion đây. Mình biết các bạn quá chán với việc không có belly để xài, mặc dù game đã sắp update. Thì đừng lo, vì là một YouTuber rất có tâm nên mình sẽ chỉ các bạn cách farm belly cực nhanh. Đó chính là hack. Em xin lỗi, em nói đùa thôi. Thì các bạn hãy đi theo mình, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách farm belly nhanh nhất trong lốc phút. Let's go. Thì đối với các bạn ở siêu 1 còn level thấp thì các bạn hãy qua đảo bug ghi. Đối với cách bung này thì các bạn hãy đặt điểm hồi sinh cho mình trước nha. Mắc công hồi thoát ra vào lại nó hồi sinh qua đảo khác thì bơi lại mệt yếu luôn á. Thì ở si 1 nhặt hơi ít tiền, nhưng lên si 3 thì tí mình chỉ 1 phút mọi người nhặt được khoảng gần 90k belly luôn. Đúng thiệt quá là răm mà. Rồi sau khi các bạn nhặt hết dương thì các bạn hãy thoát game vào lại. Thì dương nó sẽ tự xuất hiện tiếp, bất ngờ chưa ông già. Hoặc là khi các bạn level cao một tí thì lên đảo trên trời xài cái bung này sẽ được nhiều belly hơn. À mà còn mẹo bung belly nữa, nhưng mà mình tính đợi update xong mới làm cho mọi người test thử nên là mọi người ráng đợi nha. Mà cách này farm cũng lẹ rồi, chạy có 30 giây mà gần 20k belly ở si 1 là nhiều quá trời luôn á. Ở si 2 là belly bắt đầu nhiều rồi, nên các bạn farm một ngày chắc mua được 100 trái ác quỷ luôn á. Hey, where the beat go? Dạo này mình bị ảo top top mọi người ạ. Mình tính làm thêm top top để đăng video vui vui, nên bạn nào muốn xem thì mình để ở dưới bình luận nha. Các bạn ráng chạy một tí là lụm được 3 cái dương kim cương luôn, nên cũng ngon phết. Rồi chạy qua đây lụm mấy cái dương vàng nữa, xong rồi ra vô server khác là xong. Dương nó sẽ tự hiện ra cho các bạn lụm tiếp. Bất ngờ nữa chưa ông già. Đối với C3 thì belly ở khắp mọi nơi, nên mình sẽ chỉ cho các bạn hai chỗ có belly nhiều nhất để mọi người farm. Thì các bạn hãy dùng chiêu để bay lên cái cột buồm này, bạn nào có trái bay được thì khoảng 30 giây là lên tới, còn xài chiêu của Zama như mình thì 1 phút mấy. Oh my god, 3 dương kim cương một chỗ đúng là sự thật nổ não. Còn đây là chỗ thứ hai dành cho bạn nào đam mê chạy bộ, nhưng là chạy bộ trong game. Nói chung thì chỗ này mọi người có thể dùng cổng dịch chuyển để qua chỗ khác nhặt dương nữa, nên là cũng sẽ nhiều hơn, mình đoán là vậy. Thật ra thì mình đã muốn giấu cái giọng thật của mình cho tới 100 cái sub, nhưng mà con bot nó đã bị hư rồi các bạn. Chị Google nó bị hư rồi, nên mình phải sử dụng giọng thật của mình để lồng tiếng. Thì bình thường á, mình tua nhanh cái video lên là để các bạn không phải tốn thời gian nhiều để ngồi coi á bạn. Nên là đó là lý do mà video mình thường 2-3 phút thôi. Cái khúc này các bạn sử dụng cái bung á, các bạn đi vô chỗ con bot này để các bạn nhặt gương. Nếu như video mà nhanh quá mà các bạn coi không kịp á, thì các bạn có thể chỉnh cái tốc độ nó chậm lại để coi ha. Ok, thì đây chính là cái cách mà farm belly nhanh nhất hiện tại trong Lost Food. Nếu như các bạn hiện tại chứ không phải hentai, các bạn đừng nghĩ nhầm nha. Thì bây giờ video này kết thúc. Nếu như các bạn thích video này, nhớ like, share và subscribe cho kênh của mình. Thật ra thì nếu như các bạn thích giọng của mình thì video sau mình sẽ sử dụng giọng thật của mình luôn. Nếu như các bạn thích nó thì các bạn hãy nhớ comment ở bên dưới nha. Bye bye.